Xin chào các bạn, BST tiếp tục chia sẻ các bạn thói quen số 10. Đó là cái thói quen bạn có hay sử dụng các sản phẩm hay các cái dụng cụ nào để làm cho cái cậu nhỏ của bạn lớn lên hay không? Thưa các bạn, có rất nhiều các bạn trẻ đã băn khoăn với cái kích thước cậu nhỏ của mình đang còn khiêm tốn, chưa được bằng so với bằng chúng bằng bạn, cho nên đã có thể rất dễ tìm được các sản phẩm ở trên mạng hay ở đâu đó và đã dùng với hy vọng là cải thiện được kích thước cậu nhỏ của mình. Để sao? Để chúng ta nhìn có thể là nó vạm vỡ hơn. Và đặc biệt là các bạn kỳ vọng một cái điều là khi kích thước tốt lên thì các bạn sẽ có thể đem lại cái chất lượng tốt hơn và bạn gái của bạn sẽ gì ạ? Sẽ vui hơn và thích thú hơn trong cái vấn đề về bạn đời của các bạn. Tuy nhiên đó chỉ là cái gì ạ? Là cái cảm nhận của các bạn. Còn thực tế thì chưa hẳn là như vậy. Và các bạn dùng các cái sản phẩm, rất nhiều các hứa hẹn để cải thiện được kích thước cho các bạn. Tuy nhiên, ở trên các cái phim đen nó nổi lên rất là nhiều. Chứ còn trong các cái dược phẩm chính thống hay bác sĩ thì gần như là không có. Và nếu có thì dùng các cái nội tiết, rất ít các cái chỉ định. Bởi vì nó như là một cái con dao hai lưỡi. Các bạn có biết rằng có rất nhiều các cái loại gì ạ? Các cái loại thực phẩm bổ sung, các cái thảo dược dùng ở trên kia. Và các chuyên gia trên thế giới người ta cũng đã gì ạ? Người ta đã nghiên cứu phân tích rằng kết quả các bạn dùng thì gần như không đem lại một cái cải thiện về kích thước cậu nhỏ cho các bạn, không đem lại cái kết quả cải thiện cho các bạn. Thế cho nên là các bạn không nên tự mình sử dụng các cái sản phẩm này. Và chưa kể rằng các cái sản phẩm mà nói rằng hoàn toàn tự nhiên hay là hứa hẹn là tăng kích thước đó thì hầu như là chưa được bên FDA chứng nhận cái sản phẩm này có được sử dụng ở trên thị trường cho các bạn cải thiện cậu nhỏ, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng không biết được rằng là trong các cái thành phần đó nó có chứa các cái gì ạ, các cái chất gì đem lại cái tác dụng để cải thiện cho các bạn, và các cái chất kèm theo các bạn cũng thể chưa có biết, và khi các chất kèm theo đó nó gây ra cái tác dụng không mong muốn như thế nào trong con người của các bạn thì có thể thời gian đầu các bạn dùng các bạn chưa biết, nhưng về lâu về dài hay một thời gian đó thì các bạn đã không biết được nó ảnh hưởng như thế nào, đúng không ạ? Cho nên những cái trường hợp mà thực sự tăng kích thước với những trường hợp trẻ nhỏ, với trường hợp nhỏ như là tinh hoàn ẩn, tinh hoàn nằm ở trên hay là dương vật thiểu sản đấy, thì chúng tôi cũng có dùng các cái thuốc nội tiết như là testosterone để sao ạ? Để kích thích tinh hoàn, để tăng nội tiết, để tăng cái kích thước cái vùng sinh dục, tăng tinh hoàn hay là tăng dương vật thì nó cũng và phát triển mọc lông mô. Tuy nhiên với cái quan điểm này, trước kia thì một số các tác giả có dùng, tuy nhiên hiệu quả nó không được cao và cái tác dụng phụ của nó cũng rất là nhiều. Và cái thời gian gần đây thì rất ít các chuyên gia về nam khoa có sử dụng về nội tiết, bởi vì cái kết quả đem lại nó không được nhiều, và cái tác dụng phụ của cái nội tiết nó rất là cao, đặc biệt là các bạn mà sau tuổi dậy thì mà các bạn dùng nội tiết thì sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì bình thường hai tinh hoàn của các bạn sẽ tiết ra nội tiết testosterone để phục vụ cho vấn đề phát triển sinh dục, đúng không ạ? Phát triển sinh dục và phát triển về cái chất lượng và số lượng của gì ạ? Tinh dịch và tinh trùng để đảm bảo cho vấn đề về sinh sản cho các bạn, cũng như là cái vấn đề về chất lượng về tình dục. Nhưng mà khi mà các bạn đã dùng nội tiết vào thì tinh hoàn nó sẽ giảm tiết ra, thì các bạn sẽ dễ bị phụ thuộc vào thuốc. Mà nội tiết thì nó như là một con dao hai lưỡi, nó sẽ gây ra các tác dụng phụ rất nhiều. Các bạn có biết là những cái người chuyển giới người ta sẽ phải dùng nội tiết, và đặc biệt như là một ca sĩ rất nổi tiếng trên thế giới Michael Jackson, đúng không ạ? Anh ta đã qua đời ở cái tuổi trẻ bởi vì anh ta đã phải dùng nội tiết rất là nhiều kéo dài. Thế cho nên là các bạn khi các bạn có bất thường về vấn đề về kích thước mà muốn cải thiện thì các bạn cần phải đi khám gì ạ? Đi khám bác sĩ nam khoa để các bạn xem là cái kích thước của các bạn. Đôi khi các bạn đã kích thước nó rất là tốt rồi mà các bạn lầm tưởng rằng là kích thước của mình đang còn khiêm tốn, đúng không ạ? Khi kích thước của mình đang bình thường rồi thì các bạn không nên sử dụng một cái sản phẩm gì. Hoặc những trường hợp là cần thiết thì có thể dùng các cái sản phẩm như là thuốc chính thống như nội tiết, tuy nhiên là cực kỳ là phải cân nhắc, đúng không ạ? Hay là các cái máy móc, các cái máy hút chân không cũng có thể làm tăng cái lượng máu đến dương vật thì cũng có tác dụng, tuy nhiên là cái vấn đề tập nó phải đúng, phải bài bản, phải kiên trì nó mới đem lại một kết quả, chứ không phải là các bạn tự làm để đem lại kết quả như các bạn muốn là rất là khó, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có cái gì bất thường thì có thể là ebook tôi có thể giúp cho các bạn, đúng không ạ? Cách chính thống. Còn những cái trường hợp mà phẫu thuật thì cũng rất là ít chỉ định, bởi vì khi phẫu thuật là tạo hình dương vật để mà to, để mà dài thì sao ạ? Thì sẽ
kèm theo rất nhiều các cái biến chứng như cái tình trạng nhiễm trùng và cái tình trạng phẫu thuật cũng rất là phức tạp, và đặc biệt là sau khi bị nhiễm trùng rồi có thể là lở loét hay thiếu da cái phần dương vật, thì để vá da lại được thì cũng rất là phức tạp. Có những trường hợp chúng tôi phải vùi dương vật vào trong diện vào trong thành bụng trong thời gian khoảng 6 đến 12 tháng. Khi có da tái tạo rồi chúng tôi mới lấy cái da đó để chúng ta tái tạo để che phủ đủ cái dương vật, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và ảnh tâm lý cho các bạn, hậu quả các bạn rất là nhiều, và cái chất lượng đó sau này cũng rất là kém khi các bạn quan hệ. Thế cho nên là các bạn có một cái cải thiện thì các bạn hãy lên đi khám bác sĩ nam khoa, chúng tôi sẽ giúp các bạn. Chúc các bạn hãy thông minh hơn trong cái vấn đề về sử dụng các dịch vụ sản phẩm cho chúng ta.